chào tất cả các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với clip tiếp theo của mình. Và từ từ đợi mình tí để mình nghe bản tin thời sự đã. Sau khi thông báo cho học sinh tiếp tục được nghỉ hết đến tháng 2 thì Ủy ban nhân dân thành phố đã có thêm đề xuất cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 3. Vậy có nghĩa là học sinh sẽ bắt đầu học kỳ 2 từ đầu tháng 4 và kết thúc năm học vào cuối tháng 7. Đi học cơ. Vãi cả lông bướm. Xin chào, chúng mình đã quay lại trở lại với Quái Vật Game và chúng ta sẽ cùng nhau làm tiếp tập cuối cùng của Flazobie phiên bản H1. Và nếu như bạn nào mà chưa có link tải hoặc là bạn nào mà cảm thấy là muốn chơi trò chơi này thì nhớ xem phần bình luận nha, sẽ có link tải cho các bạn chơi. Mà các bạn nên nhớ là đây chỉ là những bạn nào sử dụng máy tính thì các bạn có thể chơi được thôi, và các bạn chỉ việc tải về giải nén ra và bấm vào cái file APK thì là xong. File EXE là xong. Ok rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trồng cây và chơi tiếp những cái phần khó tiếp theo. Và phải nói là đúng là trên nóc nhà thì đấy, nó có cả mộ cơ mà. Đấy, cái màn khó nhất là cái màn 54. Và nhiều bạn có bảo là 54 và 59 đúng không? Ok, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau end tiếp nha. Đó, nhưng cái trận nào dễ quá thì mình sẽ cho nó tua đi nhá. Tua đi. Đấy, bây giờ thì chúng ta sẽ tưới cây. Mà, tưới mấy cây bông hoa để làm gì ta? Đó, được xu à? Uầy, nếu như mà mình tưới cây nhiều xu này thì mình sẽ có cơ hội để mình có thể mua những cái vật phẩm xịn xò hơn đúng không? Như kiểu trong này các bạn thấy không? Chúng ta có thể mua được chậu này. Không mua được chậu nữa nhỉ, tối đa 3 chậu rồi. Đấy, mua cả phân bón này, mua cả cái gì đây, thuốc xịt tóc à, hay là cái gì vậy? À, thuốc nhổ dâu, kệ bố đi. Cái loa, cái kèn này mình không biết. Còn cái xu, à, cái gì nữa? Đòi hỏi vãi đái. Wow. Ok, chúng ta sẽ đến với một trận 5 năm. Những cái trận mà nó thuộc kiểu như này á thì nó rất là kiểu dễ. Mình thề các bạn là nó rất là dễ, bởi vì nó không có thêm cái phần độ khó ấy. Hình như là vậy. Nó rất là easy luôn. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem. Đấy, mấy cái thằng chopper này mình thấy duy nhất một cái mà nó có thể gọi là trợ giúp chúng ta, gọi là nó sao nhở, nó có thể cắn xa hơn thôi. Cắn xa chứ không phải là cắn nhiều cùng một lúc nhá. Nó chỉ cắn được một thằng thôi. Ok. Ngoài cái thằng gọi là, nó gọi là cái thể loại gì gì đấy ra thì chẳng có gì là khó cả. Đông nước lên. Ít vai đái. Ít gì không mọi người? Quá ít gì luôn. Yeah. Công cụ bảo vệ mặc dù nó cũng chẳng cần thiết cho lắm. Wow, mấy trận trước khá là dễ thở. Thật sự luôn. Đây, trận này sẽ có thằng gọi là thằng ăn cắp và cái thể loại gọi là gì nhỉ,
bắn bắn ổi hay là bắn cái quả gì ý? Bắn cái quả gì các bạn ạ? Bạn nào biết đây là cái quả gì nhớ comment phía dưới nhá. Đây không phải bắn bí đâu. Đấy, ok. Trận này mình sẽ xài chiến thuật như này. Nhiều bạn bảo là sao nó không có tác dụng trên mái nhà. Đó chẳng qua là các bạn đang trồng ở cái chỗ nghiêng thôi. Các bạn trồng ở chỗ gần cái chỗ mà như kiểu trận 5-4 mình chơi ấy. Khá là xịn sò mà đúng không? Ok. Let's go. Mua thêm cái cào thì nó cũng khá ok. Ôi trời, các bạn nhìn cái cào này có thể gọi là tiêu diệt luôn cả cái thằng khốn nạn này. Chết luôn đúng không? Ui, xịn sò vậy đấy. Xịn sò thật sự. What the fuck. Tôi không tin là cái thể loại này nó lại vào nhanh như vậy đâu. Ôi dồi ôi. Ui, làm sao để giết được thể loại này nhỉ? À đúng rồi. Ui, tại sao mình quên không trồng squat chứ? Cái đậu xanh. Rồi ơi là rồi. Ngu người. Min này. Đó, tiếp tục trồng đi. The leaves are turning brown. I'm still looking for you. The snow is falling down. I'm still searching for you. I never thought it through. Always thought it would be me and you. I never really thought it through. But I won't stop searching for you. Chết. Cái này thì chết. Úi dồi ôi. Bọn này nó đập cho một phát thì xong hết luôn. Không được. Squat đâu? Thêm săn em ơi. Đúng rồi. Hợp lý vậy đấy. Squat. Đúng rồi. Úi dồi ôi. Phiên bản thích nút óc chó đỉnh cao. Nó còn gọi là Nó có thể biến thành squat được bất cứ lúc nào nó muốn. Hay chứ. Mày vào đây. Đúng rồi. Mày vào đây à, mày vào đây đúng không? Mày vào đi. Chúng mày vào đi. Chúng phải vào hết đây. Nó cho nổ hết một loạt. Ui hàng này không có gì nổ à? Chết. Thế này thì chết. Ui dồi ôi. Đây rồi. Cứu tinh của tôi đây rồi. Úi dồi mày vào đây. Mày vào đây tao cho mày tan xương nát thịt luôn. Mày định lấy xe tao á? Mày đi đâu nằm mơ à mày? Mày vào đây. Mày. Úi dồi ôi. Sao lại được bông hoa? Bông hoa này để thêm tiền đúng không mọi người? Ok, chúng ta sẽ cùng nhau đến với trận 5-8. Dễ vãi cả đá ra. Hát mốt cái gì tầm này? Úi dồi ôi. Ui dồi ôi, trận này có thêm thằng khổng lồ đó mọi người. Thằng này chắc không được bút đam đâu hả? Thằng này bút đam mà kiểu siêu kiểu không bao giờ chết thì chết mất. Ui, đợt tấn công đầu tiên mà đúng ba búng hoa một cái chậu thừa. Vãi đoái. Ui, tính sao đây? Trận này chó đấy nhở? Trận đầu bùi này chơi kiểu gì nhỉ?
rất là chật vật. Vẫn đích trên ạ. Ui, tự nhiên mất một cái xe ạ. Ui, mẹ chồng ngu vãi đái luôn. Tự nhiên mất một cái xe, không hiểu. Không hiểu. Dưa hấu. What the fuck? What the fuck? Mẹ trận 58 khám chó. Ok, chúng ta sẽ đến với trận đấu 50. What the fuck? Nó còn lạc trôi mấy thằng Pennywise ở Pennywise thang luôn. À đù. Cái trận 58 ở đây nó đã khắm rồi. Cái trận này còn có thêm đấy, cái thằng khổng lồ, một mình thằng khổng lồ đã khắm rồi, còn thêm mấy thằng kia nữa. Tao quỳ lại chú mày. Đù quá. Thằng chó kia đi vào kìa. What the fuck? Mày bị điên, mày đi vào đây làm gì? Vào đây làm gì? Mày điên à? What? Mày bị điên rồi. Ui. Mày không hiểu phiên bản gì đây, đi vào luôn này. Ôi. Mày dưa hấu của tao. Mày dưa hấu đắt lắm mày. Mấy chục triệu một cân đấy. Điên này. Ui. Mình tin được nó có thể đi vào trong nhà mình. Ui đừng có nổ mấy quả dưa vào tao nhá mày. Ôi mày con. Ít con mẹ mày. Ai cơ này. No. Chín slot chả đủ. Sao thằng đếp nó không mang hết cây ra được nhỉ? Trận này căng thật đấy. Không đùa. Nó có căng khi có thêm cái thằng khổng lồ kia. Bình thường có mấy thằng kia đã khó rồi. Nó đã vãi cả linh hồn ra rồi. Oh shit.
ơi. Ôi. Ghê quá các anh ơi, tha cho em. Mát các anh, đủ mát các anh. Đủ mát các anh, úi dồi ôi, đủ mát các anh. Đông vãi cả đài luôn. Nhiều cái cây ta trồng quá bi. Quá hay luôn. Đông mọi lúa. Đông vãi cả đài luôn, thề căng thẳng thật sự. Căng vãi đài. Căng vãi đài. Ôi thôi các anh cho em qua cái màn này đi các anh ơi. Cháu đùa đâu. Đùa đâu. Thôi làm ơn please. Thôi mà. Thôi. Thôi đúng rồi. Mẹ mày hút mẹ đi. Đúng khốn lạ. Ui dồi ôi căng vãi đái đây. Trận cuối, trận cuối, trận cuối. Ui ăn cắp kìa. Ui mất quả dưa rồi. Mẹ mày dưa bao nhiêu tiền một quả mày biết không. Trời đậu xanh. Ui vào đông thế. Thôi. Thôi 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 em lại các anh. Ui. Thôi tiếp 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 tiếp. Ui dồi ôi. Ăn hiếp trẻ con kìa. Ui dồi. Thôi nha. Ôi mẹ mày đông thế. Đông quá đi. Đông quá. Ui dồi ôi. Thôi. Thôi. Ăn hiếp. Ăn hiếp bọn nhỏ kinh quá. Ôi dồi ôi. Cái thằng là vua vịt kia. Tôi mất một cây rồi. Tôi mất một cây rồi. Tôi không mất một cây nào cả. Tôi không mất cây nào cả. Ui dồi ôi, tôi không mất cái xe nào. Mình sẽ không mất cái xe nào. No, mất cái xe đầu tiên. Ui. No. No. Tớ không nghĩ tớ lại mất cái xe này. Ui. Ui nhục thế nhở. No, mày đẻ săn cho tao. Đúng rồi, đẻ nữa đi. Tiếp. Tiếp đi. Trời ơi, mất bó cái xe ngu ngu như chó. Không sao, chúng ta sẽ cùng nhau chơi trận 50 nào. Đấy, trận này mình mất đúng một xe thôi mọi người. Cay vậy đấy. Thế thôi, chứ có cái gì đâu. Nó đơn giản vậy lột. Ừ. Xin trân trọng giới thiệu Phương Nam Phim. Phim hoạt hình. Cái trận này thì nó lại quá là easy rồi mọi người. Theo như các bạn đã nói thì mấy cái trận mà kiểu như thế này thì mày ăn cắp xong để lại cái chảo làm gì nhỉ? Để bắn bắp gì à? Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.